Thuận quyết định sửa lại kịch bản để nghệ sĩ Anh Vũ hoàn tất bộ phim cuối đời. Phim truyền hình Nếu Biết Đại Chiến do Quốc Thuận làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Hồng Đào, Thúy Nga, Anh Vũ, Minh Nhí, Gino Tống, Đỗ Diễm đang được phát sóng trên HTV7. Khi hình ảnh của anh vẫn đều đặn đến với khán giả màn hình nhỏ, nhiều người không khỏi giật mình khi nam danh hài đã đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ. Trong phim, nam nghệ sĩ vào vai Tommy, một anh chàng tính cách đồng bóng, có nhiều mưu tính nhưng không kém hài hước, là người thân cận của Hồng Đào và Perm. Hiện tại, phía đoàn phim cho biết các cảnh quay của anh Vũ hầu như đã hoàn tất. Đạo diễn Quốc Thuận, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, danh hài Thúy Nga vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột này của anh Vũ. Đạo diễn Quốc Thuận tâm sự, đúng ra vai diễn của anh Vũ vẫn chưa kết thúc, vai của ảnh ban đầu khá nhiều, cùng với Thúy Nga là những người xuất hiện xuyên suốt. Bên đài vẫn đang chiếu những tập trước đó đã quay rồi và phát chưa hết phần của anh Vũ. Sau khi xảy ra tin buồn, tôi đã bàn với biên kịch để giải quyết cho nhân vật Tommy về Mỹ luôn. Phim quay hai bối cảnh Việt Nam và Mỹ. Đạo diễn Quốc Thuận kể thêm trong phim có sự trùng hợp như điềm báo về chuyện không may. Cụ thể nhân vật Tommy có phần đoạn phải viết di thư trên trang cá nhân khi có ý định tự tử vì nợ nần do cờ bạc. Khi cả đoàn đọc lại đoạn di thư của anh Vũ, mọi người đều rất xúc động. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết ngày 10 tháng 4, thi hài của đồng nghiệp thân thiết sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đoàn phim sẽ có mặt để tiễn đưa nam diễn viên về cõi vĩnh hằng. Bốn vai diễn để đời của nghệ sĩ anh Vũ trong sự nghiệp khiến người hâm mộ không thể nào quên. Vào đêm ngày 31 tháng 3 giờ Cali, nghệ sĩ anh Vũ qua đời trong lúc lưu diễn đang dang dở tại Mỹ. Sự ra đi đột ngột và chưa rõ nguyên nhân của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng thương tiếc. Sinh thời, nam diễn viên sinh năm 1972 là gương mặt quen thuộc từ sân khấu đến hai màn ảnh lớn và nhỏ. Nổi tiếng trong lĩnh vực kịch nói, nghệ sĩ anh Vũ để lại dấu ấn đẹp với nhiều vai diễn hài hoặc bi trong các vở diễn nổi tiếng. Với điện ảnh và truyền hình, anh có những cuộc dạo chơi thưa thớt hơn. Dù vậy, mỗi nhân vật anh chọn đều độc đáo và mang màu sắc cá nhân. Má Mì Nham Hiểm trong phim Gái Nhảy. Đây là vai diễn tiêu biểu nhất của anh Vũ trên màn ảnh rộng. Trong bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, anh hóa thân thành một người đồng tính, làm má mì quản lý một vũ trường lớn, cư xử thô bạo với các cô gái nhảy, về sau bị chính các cô gái này trả thù. Với nhân vật má mì, anh Vũ không chỉ thể hiện lối diễn đỏng đảnh quen thuộc, anh còn khẳng định sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất, đặc biệt là khả năng vào vai phản diện, làm khán giả ghét nhân vật của mình. Ông bắn gà đanh đá, phim Khi Đàn Ông Có Bầu. Câu chuyện của Khi Đàn Ông Có Bầu là một giấc mơ của nam chính Hùng. Trong thế giới, toàn bộ đàn ông đều mang bầu thay vợ. Bộ phim Tết năm 2005 quy tụ dàn ngôi sao đình đám thời đó. Anh Vũ là diễn viên khách mời, xuất hiện trong một cảnh diễn chung với Tấn Bèo. Trong vai ông bán gà ở chợ, anh Vũ vẫn giữ nguyên mái tóc phút keo của mình, nhưng độn bụng bầu, mặc váy bầu màu đỏ. Ban đầu anh mời Tấn Bèo mua hàng rất nhiệt tình, nhưng trước vị khách khó tính hỏi quá nhiều, anh Vũ phản ứng với vẻ mặt đanh đá. Phù Thủy Học Dốt, phim Một Chuyến Phiêu Lưu. Trong phim Một Chuyến Phiêu Lưu, cậu bé Bin vì đố kỵ ba mẹ thương em bé hơn mình đã nhờ phù thủy biến mình thành một đứa trẻ con. Từ đây mở ra một cuộc phiêu lưu đáng sợ của cậu. Anh Vũ vào vai Harry Bọt Bèo, một người bạn học của Harry Potter, nhưng vì học dốt nên bị đứt, phải học chung với Bin. Anh cũng chính là người giúp Bin thỏa nguyện ước trở thành em bé. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong hai phân đoạn, trong đó có một cảnh hài. Anh biến hóa liên tục với đồng phục học sinh, trang phục của siêu nhân và nhiều nhân vật thú bông, trổ tài nói nhiều, hát nhảy, mang đến tiếng cười cho khán giả nhí. Họa sĩ truyện tranh hiền lành trong phim Gái ế kén chồng. Phim Gái ế kén chồng sản xuất năm 2014 đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của anh Vũ sau 7 năm chuyên tâm với sân khấu. Khác với phần lớn vai diễn lúc trước, nhân vật họa sĩ Tài anh thể hiện trong phim này hiền lành, tài hoa và hớm hỉnh. Anh đóng cặp với Ốc Thanh Vân, một gái ế tuổi ngoài 30, người hâm mộ truyện tranh của Tài. Đối với anh Vũ, sức hấp dẫn lớn của Gái ế kén chồng là thể loại phim ca nhạc. Trong phim, anh khoe giọng với 20 ca khúc, tỏa sức sống với niềm đam mê âm nhạc. Hé lộ vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ hài anh Vũ, nhiều biểu hiện lạ trước khi đột ngột qua đời. Nghệ sĩ hài anh Vũ đột ngột qua đời ở tuổi 47 khi đang lưu diễn một chương trình ca nhạc hài kịch tại California. Trong vở Hương Vị Tình Yêu, về mối quan hệ tình cảm bị cách biệt tuổi tác giữa thế hệ người Việt trong và ngoài nước, anh đóng vai một thanh niên đồng tính tên Tùng. Cố nghệ sĩ giữ vai phụ,
kết nối các nhân vật chính cho diễn viên Kali, Trí Quang, Quý Bình, Minh Luân, Kim Tuyến, Hồng Loan, Hà Linh thể hiện. Ở hai số kịch vào 13h30 và 18h30 ngày 31 tháng 3, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, anh Vũ được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Kali kể mọi người thích nhân vật Tùng. Ở suất đầu anh tỉnh táo và thoại rất tốt, thêm những miếng hài gây cười ngoài kịch bản. Đến suất thứ hai, anh ấy hơi quên thoại, nói lắp bắp một chút. Ai cũng nghĩ do diễn liên tục nên anh ấy mệt. Cô nhớ lại. Bộ show Thúy Yển cho biết sau khi hoàn thành vai, anh Vũ mừng rỡ khoe với bà, anh đã cân cả vở kịch. Khán giả cười rần rần và vỗ tay không ngớt. Suất diễn thứ hai của anh kết thúc lúc 23 giờ trong sự ủng hộ nhiệt tình của người xem. Sau chương trình, nhiều nghệ sĩ rủ anh Vũ đi ăn, mừng thành công nhưng anh bảo mệt vì đêm không ngủ, muốn về nhà nghỉ ngơi. Mọi người không ai ngờ đó là lần cuối gặp anh. Anh Vũ không chỉ sống trọn vẹn với vai cuối đời mà luôn dốc sức cho sân khấu lẫn phim ảnh. Đạo diễn Đức Thịnh kể từng đóng chung với cố diễn viên trong vở Ngõ Tình. Lúc đó anh Vũ mạnh về thoại hài, anh luôn có một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép lại những chi tiết. Anh Vũ dễ thương, yêu sân khấu lắm, anh có nét diễn liến thoắng, tí lia duyên dáng không lẫn với ai. Đức Thịnh chia sẻ, ở sân khấu, anh có nickname Hề Thơ vì thường đưa ra lời thơ vào thoại. Sau vai má mì trên phim điện ảnh Gái Nhảy, anh tham gia gala cười và đoạt giải nghệ sĩ hài được yêu thích trong 3 năm liên tiếp. Còn ở Khi Người Đàn Ông Mang Bầu, cố diễn viên hài vào vai ông bán gà, anh giữ nguyên mái tóc phúc keo, đụng bụng, mặc váy bầu màu đỏ. Vẻ mặt đanh đá của anh khi mời khách mua hàng khiến khán giả xem phim không nhịn được cười. Ở phim điện ảnh Xóm Trọ 3D, chuyển thể từ vở kịch cùng tên, anh Vũ tham gia ở vai trò khách mời. Trong phim, anh vào vai người hàng xóm của má Lâm, chủ nhà trọ, nơi có những anh chàng đồng tính theo đuổi nhiều đam mê trong cuộc sống. Cô diễn viên sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972. Anh là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha là công nhân, mẹ bán trái cây, nghệ sĩ phải bươn chải để lo cho gia đình và phấn đấu gắn bó với diễn xuất. Anh từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, một trong những sân khấu cũ do Hồng Vân quản lý. Anh Vũ phát hiện bệnh ung thư đại tràng năm 2000, chiến đấu với bệnh tật 19 năm trước khi mất. Duy Phương, Chí Tài, hồi ức về một nghệ sĩ anh Vũ rất khác, khiến ai cũng xót xa. Nghệ sĩ Duy Phương, anh Vũ từng cầm vé đi bán ở ngoài chợ. Trong dòng ký ức nhắc về người em đồng nghiệp, nghệ sĩ Duy Phương không khỏi xót xa khi nói về anh Vũ. Tôi thương anh Vũ bằng tình cảm của một người anh dành cho đàn em, nối tiếp nghề, biết cách sống, rất dễ thương và chân tình. Trong một chuyến đi diễn chung với Vũ bên Mỹ, tôi mới có dịp thấy con người nghệ sĩ này đúng là người của quần chúng. Tôi từng thấy Vũ cầm sắp vé ra ngoài chợ tiểu bang Houston bán vé giùm ban tổ chức cho từng khán giả. Tôi vừa nhìn vừa xót xa khi em ấy không mang hình ảnh của một nghệ sĩ. Em ấy nói với tôi rằng, em thương những người tổ chức, những người mời anh em nghệ sĩ qua biểu diễn. Tôi nhìn và nghe em nói mà rớt nước mắt. Đối với anh Vũ, tôi dùng chân tình của mình để nói rằng tôi rất thương em ấy. Chưa bao giờ tôi đi dự đám tang của bất kỳ một nghệ sĩ trong ngày đầu tiên. Nhưng với anh Vũ, tôi phải sắp xếp công việc, vừa về tới Sài Gòn là qua thắp cho em nén nhang. Nghệ sĩ thì rất nhiều, nhưng cái tâm và tấm lòng làm nghệ sĩ với khán giả như Vũ thì chắc cũng chẳng nhiều. Có những nghệ sĩ họ tự cho mình có vẻ đặc biệt, nhưng anh Vũ thì lại sống rất đơn giản, bình dị, chân tình và sống cho khán giả, quần chúng. Cùng với anh Vũ, Chí Tài và Duy Phương từng là những cái tên được khán giả yêu mến trên các sân khấu kịch. Này các anh về thắp nhang cho đàn em, vừa xúc động, vừa nghẹn ngào. Nghệ sĩ Chí Tài, nếu có kiếp sau, chỉ mong anh Vũ vẫn là một người nghệ sĩ được khán giả yêu thương. Dù lịch trình ở Việt Nam khá bận, nhưng Chí Tài vẫn cố gắng sắp xếp công việc để đến gặp người em anh Vũ. Anh còn nán lại khá lâu để cùng trò chuyện với người nhà của anh Vũ. Các anh em nghệ sĩ khác nhắc về những mẫu chuyện về người đồng nghiệp hiền lành. Nghệ sĩ Chí Tài kể, khán giả có thể công nhận rằng anh Vũ là một người nghệ sĩ, một diễn viên rất lành lợi, dễ thương và làm việc với các đồng nghiệp hết lòng. Tôi còn nhớ mãi em ấy có khả năng ngẫu hứng làm thơ châm biếm rất hay, mặc dù kịch bản không hề có. Gần đây tôi không diễn chung với em ấy nhiều, nhưng khoảng thời gian 2 năm về trước, hai anh em đi diễn chung cũng vui lắm. Chí Tài cùng các anh em nghệ sĩ đáng lại rất lâu, cùng ngồi trò chuyện, nhắc về anh Vũ và những hồi ức trên sân khấu. Tôi thấy Vũ thương khán giả và khán giả cũng thương em ấy nhiều. Vì thế khi em ấy đi đột ngột, ai cũng cảm thấy đó là điều mất mát lớn. Thắp nén nhang cuối cho em, tôi chỉ cầu cho em ấy về cõi Phật thanh thản. Nếu có kiếp sau,
Mong em ấy vẫn là một nghệ sĩ và cống hiến cho đời nhiều vai diễn hay cho nghệ thuật và khán giả.